Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Liên quan đến thông tin ông Vương Tấn Việt, tức thượng tọa Thích Trần Quang chưa có bằng cấp 3 theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 13 tháng 8, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã có xác minh ban đầu cho thấy có cơ sở nghi ngờ chất lượng của tấm bằng này bên cạnh đó bộ vẫn tiếp tục phối hợp với cơ quan an ninh để điều tra nhiều thông tin quan trọng khác liên quan đến bằng cấp của ông vương tấn việt về trường hợp ông vương tấn việt chưa có bằng tất nghiệp cấp 3 là đúng sự thật nhưng có bằng đại học và tiến sĩ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thu thủy cho biết bộ giáo dục và đào tạo đã tiến hành kiểm tra xác minh hồ sơ quá trình đào tạo của ông vương tấn việt tại trường đại học luật hà nội hồ sơ quá trình đào tạo về cơ bản không trái với các quy định pháp luật áp dụng cho trường học người học vương tấn việt trong hồ sơ thể hiện một số thiếu sót trong quá trình đào tạo nhưng đã được khắc phục trong quá trình đào tạo. Theo quy định hiện hành về đào tạo tiến sĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi các chuyên gia phản biện độc lập thẩm định chất lượng luận án. Trên cơ sở kết quả thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thành lập hội đồng thẩm định luận án theo đúng quy định. Quy trình này cần thêm thời gian để tổ chức thực hiện. Bà Thủy nói, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước, đưa ra các quyết định và xử lý phải cẩn trọng tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong quá trình xác minh vụ việc có những thông tin chưa được phép công bố khi chưa có đầy đủ căn cứ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để có thông tin rõ ràng, chắc chắn trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra công bố chính thức. Thời gian qua, ông Vương Tấn Việt đã gây xôn xao khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Luật Hà Nội với khoảng thời gian 2 năm 3 tháng. Phía trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định tổng thời gian đào tạo tiến sĩ của học viên vương tấn việt đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của bộ giáo dục và đào tạo và quyết định của nhà trường phía bộ giáo dục và đào tạo đã có công văn yêu cầu các đơn vị có liên quan báo cáo nội dung liên quan tới quá trình học tập của ông vương tấn việt đến thời điểm này hai trường đại học có liên quan đến tấm bằng đại học và sau đại học của ông vương tấn việt là đại học hà nội và đại học luật hà nội đều cho biết nhà trường chưa nhận được yêu cầu hay văn bản nào từ bộ giáo dục và đào tạo về trường học của ông vương tấn việt khi có yêu cầu của cơ quan chức năng các trường sẽ thực hiện xử lý bằng đại học theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo